Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ lúa ong nhé. Để các bác ở tất cả các tỉnh thành khu vực phía Bắc là khai thác mật vải thiều vòng quay thứ mấy rồi ạ? Ở Bắc Giang em thì được 2 vòng rồi. Thế ngày hôm nay thì ra kiểm tra cái đàn ong sau khi khai thác mật vòng 2 các bác. Đàn này thì khá là đông rồi các bác này. Đàn này của em là 5 cầu rồi các bác. Kiểm tra thì như kiểm tra như này chúng ta chỉ cần cái bình xịt khói thôi các bác. Đấy, xịt cho con ong nó tụ xuống là chúng ta bắt đầu vào tiến hành kiểm tra. Đấy, xem đợt này mật nước nó đổ vào như thế nào các bác. Đàn này 5 cầu này. Hình như là khai thác cách đây là 3 hôm sao các bác. Đấy, thấy mật cũng khá là ok đấy. Lặng tay rồi các bạn. Khá nhiều mật. Dùng mật ác lắm các bạn. Lim dim kiểu như là mắt cua rồi. Đấy, kiểu tình trạng là chuẩn bị vít lắp rồi các bạn. Con ong này thì đặc biệt của nó thì đợt này là sẽ có mật nhãn các bạn. Đấy, nhưng mà nó chỉ rơi tầm khoảng chục hôm nữa là có mật nhãn thôi. Thì con ong nó sẽ không lấy mật hoa vải nữa. Nó sẽ lấy cái mật hoa nhãn trực tiếp luôn các bạn. Đấy, những con ong nội địa này thì nó kén mật lắm. Đấy, mật nào ngon thì nó lấy các bạn. Cầu này rất là lặng. Cầu này nhiều mật lắm các bạn. Nói chung là nuôi này thì cứ khoảng cái thời gian vào hè đánh xong mật nhãn thì ong bắt đầu nó mới rút, nhưng lúc đấy là chúng ta lại nghỉ, chúng ta dưỡng các bạn. Đấy, như những cái đàn này thì em khai thác xong là em sẽ đảo cầu, những cầu yếu ở trong các bạn, cầu khỏe ra ngoài. Có một cầu mới lao. Kiểm tra cầu mới lao này. Đấy, hai cầu yếu ở bên trong các bạn. Bắt đầu đắp mũ rồi. Thở ra đắp mũ các bạn. Thế cái gì? Cái cầu này mới lao đây các bác này. Nhiều mật lắm. Nhiều mũ quá các bạn. Đập mũ linh tinh hết cả. Vòng 2 rồi mà vẫn chưa chịu im. Thường thường là nó phải khả năng phải thêm vòng nữa các bạn mới im được. Đàn này rất là nhiều mật, đàn này lên 5 cầu đúng cái thời điểm mà ông đi lấy mật nhiều. Thước mùa này các bác cứ để chiều ngang nhé, chiều 1 phân đấy thì bầu mật nó cơi được rộng hơn.
Này vài hôm nữa thì đúng chu kỳ là cứ 7 ngày lại chúng ta lại khai thác một lần các bạn. Ok. Giờ sang cái đàn đặt vừa rồi chia đây các bạn, lên được 4 cầu rồi này. Đàn này khá là đông quân. Đàn này đáng nhẽ phải lao thêm cầu nữa được rồi các bạn. Yeah, quân số này. Đàn này thì kiểu gì cũng có mũ rồi các bạn. Vẫn rất là đông. Không xem được luôn, quân đông lắm. Bảo mật, mũ. Nhiều mũ quá rồi các bạn. Vặt mũ liên tục các bạn. Nhiều mũ chúa lắm. Khả năng phải vòng sau bắt đầu mới ngoan được các bạn. Tập này mới lao đây các bạn này. Ok nhé, để kiểm tra và cập nhật tình hình hoa mật vải cho các bác xem đấy. Đấy, các bác xem được video thì các bác có thể là đăng ký ủng hộ kênh và các bác có thể là bình luận xem khu vực các bác là khai thác mật ở vòng quay thứ mấy rồi ạ. Giờ chào các bác nhé.